Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em và các bạn thân mến của Lệ Minh. Hôm nay mình cũng ăn mừng chiến thắng Việt Nam vô địch, mừng đội tuyển Việt Nam đã thắng trận, cho nên cờ Mỹ ở bên cờ đỏ sao vàng bay tung tăng khắp phới trên giữa vùng đất Hoa Kỳ, rất là hãnh diện, tuyệt vời. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Chúc anh chị em các bạn một ngày mới an khang thịnh vượng và nhiều may mắn. Thấy ở quê nhà ai cũng đón mừng cái ngày Việt Nam vô địch. Hello Nancy. Khỏe không Nancy? Không phải làm ăn đỡ không Nancy? Thấy Việt Nam thắng đội đá banh vui vậy ra, bà con ai cũng xuống đường và để ăn mừng ngày chiến thắng đội bóng đá, rất là vui. Sẽ có một ngày cờ đỏ sẽ bay khắp nước Mỹ. Lợi Minh rất là ước ao sẽ có ngày đó. Anh chị các bạn biết, không có gì vui bằng là mình sẽ thấy chỉ có ngọn cờ đỏ sao vàng duy nhất bay trên đất Mỹ, và bà con kiều bào cùng nhau một lòng hướng về với tổ quốc, xây dựng quê hương ngày một phú cường và thịnh vượng. Không có ở đâu bằng quê hương của mình anh chị các bạn, nhất là khi thấy cái lá cờ đỏ sao vàng bay ở trên vùng trời đất Mỹ là một cái niềm tự hào. Mình là người Việt Nam, mình sang xứ người ta, mình chỉ làm ăn tu chí làm ăn, nhưng mà mình luôn phải luôn hướng về với cái quê hương của mình. Chuẩn bị Giáng sinh Noel chưa Nancy? Chào anh chị và các bạn trong diễn đàn nha. Cờ đỏ bay. Rất là vui. Bên anh thì lạnh dữ không Nancy? Bên anh trời cũng lạnh quá chừng luôn, lạnh không thiếu luôn. Năm nay lạnh hơn mọi năm á. Khí hậu bây giờ thay đổi thất thường quá. Còn có mấy bữa nữa là về tới Việt Nam rồi, nôn quá chừng nôn luôn Nancy ơi. Rất là nôn. Còn có mấy bữa nữa. Chào anh chị và các bạn trong diễn đàn nha. Internet yếu quá. Cái thằng AT&T nó yếu dễ sợ.
Hello, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Hôm nay là chiều thứ năm ở bên Bắc Mỹ, Mountain Time, Arizona. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với anh chị em các bạn một cái đề tài để mình nhớ thôi. Cái đề tài đó là tham nhũng. Các bạn thấy những cái thành phần mà chống cộng cực đoan, tụi nó hay đem những cái vấn nạn tham nhũng ở trong nước, nó dùng những cái sự việc xảy ra, vấn đề tham nhũng trong nước để đặng mà nó bị dân. Các bạn biết, theo lời mình thấy đó, anh chị các bạn biết vấn đề tham nhũng ở trong nước mình hiện nay đảng và nhà nước làm rất là tốt, phải nói là rất là hay và tuyệt vời. Mà chính vì điều đó mà các bạn thấy tụi cộng đồng quốc tế nó thấy cái sự chấn chỉnh về những cái mà hậu mái cơ chế của Việt Nam ngày một nó tốt hơn. Mà cái tụi tư bản các bạn thấy nó đầu tư vào Việt Nam, nó đang dồn những cái sức lực của nó hiện nay để đặng mà nó đổ tiền đổ của Việt Nam để đặng mà nó đầu tư. Đây là một cái điều rất là hay. Các bạn biết là không có ai dạy gì mà đi đổ tiền đổ của vô một cái đất nước mà nó tham nhũng tồi tệ. Họ không ai dạy gì đổ tiền vô trong đó. Các bạn nên nhớ như vậy. Bên cạnh đó, hôm khi tôi đưa ra một cái link á, nói về vấn đề mà tham nhũng ở bên Mỹ, nó cũng làm sao bằng sao ngấu hết rồi. Nó cũng không có phải nói là không phải là chỉ Việt Nam thôi. Khi mà tôi đưa lên những cái link như vậy đó, anh chị các bạn thấy cái tụi mà nó cùng Mỹ á, nó lên nó nói tôi là điên. Nó nói tôi là bên Mỹ một năm chỉ có một lâu lâu mới có một vụ thôi. Nhưng mà thật chất khi tôi đưa ra cái link những cái mà thống kê mà Mỹ nó đưa ra biết bao nhiêu vụ, các bạn vào trong diễn đàn mà Lợi Minh Post, các bạn sẽ thấy vấn đề tham nhũng bên Mỹ nó rất là cao. Các bạn biết nó rất là cao tại vì nó phục vụ những cái nhóm lợi ích thôi mà. Chào Nguyễn Di Lộc, chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Các bạn thấy tham nhũng nói chung là ở đâu nó cũng có chứ, nhưng mà nó làm sao mà thằng nhà nước nó quản lý được mới là quan trọng. Cái thằng tư bản nó cái hay của nó là nó quản lý được. Các bạn biết nó quản lý và nó dùng cái quyền lực của nó để nó răn đe. Không có nghĩa là các bạn nghĩ là bên Mỹ nó không có tham nhũng đâu, nó cũng sẽ làm sẽ bắn hết, nó cũng tùm lum tà la hết à, nhưng mà nó khôn, nó rất là khôn. Với tụi truyền thông của tụi nó không phải như truyền thông của Việt Nam, truyền thông của tụi nó cũng khôn lắm. Nó làm cái gì mà nó thấy không có tính cách mà ích lợi cho quốc gia đó là nó không bao giờ nói tới nó lui hoài, nói qua lần rồi xong nó im luôn, nó ém luôn. Và nó tìm cách nó mị dân, nó tìm những cái chương trình khác, nó quảng cáo và nó đánh lạc hướng dư luận. Còn Việt Nam mình truyền thông các bạn thấy nó không có một cái luật lệ. Truyền thông của Việt Nam mình, tôi đề nghị, tôi góp ý kiến là nhà nước Việt Nam mình cần phải có một cái luật chung về trong vấn đề truyền thông để kiềm chế lại những cái thông tin bẩn mạnh ai nấy biết. Các bạn thấy nhiều khi họ coi một sự việc tham nhũng nào trong nước bắt đầu họ nhảy ra, cái họ bức xúc, những ngay cả những người ở trong nước bức xúc bắt đầu ngồi đó phanh phui bới móc ra rồi làm tùm lum tà la đó. Nhiều lúc tôi lên mạng Facebook thì cũng vậy, nhiều người, nhiều ông nhiều bà cũng từng theo bác và đảng rồi cũng ăn cơm bác và đảng lãnh lương hưu rồi cũng hùa vô rồi bức xúc rồi bắt đầu phê phán. Tôi thấy cái đó rất là bậy, rất là sai. Những cái chuyện mà tham nhũng tham ô rồi có luật pháp Việt Nam hiện nay đang giải quyết, tôi thấy rất là tốt. Còn mình là người dân thì mình nên ủng hộ đường lối chính sách của đảng và nhà nước để cho cái cơ chế nó tốt hơn. Chứ không phải mọi thứ gì cứ viết blog rồi dùng Facebook đem vào trong đó để đặng mà
làm cho cái dư luận trên Facebook nó xào xáo lên, rồi báo chí ở trong nước cũng vậy. Các bạn thấy tụi nó không có những cái luật lệ gì. Các bạn biết báo Mỹ, truyền thông Mỹ nó khôn lắm, tại vì nó bị ràng buộc bởi cái chính quyền trung ương đó. Nó có cái gọi là FCC, là Federal Communication Commission, cái luật của chính quyền liên bang, nó kiềm chế sao. Bởi vì các bạn thấy truyền thông của Mỹ, những cái tin mà bẩn thì nói chung nó cũng có, nhưng mà nó không đáng, nó rất là yếu và nó bị đánh bật ra. Và những cái trang bẩn tin truyền thông mà bẩn mà có tầm bốc quỹ mô là nó rất là, nó không dám, nói chung là mấy thành phần đó nó không dám lộng hành nhiều. Nó bị cái luật pháp ràng buộc nó. Tại vì lãng quạng là nó bị phạt. Anh chị em các bạn á, cái chính quyền liên bang hở ra là nó phạt. Nó phạt cái rồi má nhìn không ra. Các bạn biết rồi. Viết tin tức hay nói tin tức đoạn vậy. Việt Nam mình thì không có cái sự kiềm chế. Nhiều khi người dân thấy vấn đề tham nhũng, một số bị phanh phui ra rồi đưa ra tòa giải quyết, thì cái đó là mình mừng thôi. Mình mừng cho đất nước, mình mừng cho cái những cái thành phần đó nó bị pháp luật trừng trị. Đúng đó là mình mừng. Rồi đằng này thì những cái thành phần mà viết blog, tin tức, rồi Facebook, rồi mạnh ai nó lên đó, rồi tụ năm tụ bảy, rồi bắt đầu xào xáo nhau, chia năm, chia ra có bao nhiêu tin tức đó. Nhất là cái hiện nay cái blogger của Google Tiên Lạng, tôi theo dõi cái blogger này cũng phải nói rất là lâu lắm, rất là lâu. Và cái có cái đích mà gọi là Hoàng Ngân Thương chuyên môn thấy cái gì mà báo chí trong nước mà là bắt đầu ổng đem về cái trang web của ổng là bắt đầu hùa nhau. Đấy, có lần tôi hồi lúc trước cái Hoàng Ngân Thương mà còn kết bạn với Lợi Minh đó, các bạn biết ổng hay đem vô mấy cái chuyện tào lao vô ngồi coi, là hồi tôi phản bác lại mấy thành phần vậy, tôi quỷ kết bạn không bao giờ chơi với mấy thành phần vậy. Đem những cái nội bộ của nhà nước của mình đó ra rồi xào xáo bạch áo cho người ta xem lưng lên mạng, rồi cái hùa nhau tạo sự bày đàn sức mạnh với nhau. Cái thành phần như vậy không tốt. Mình là một công dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mình sống mình phải thượng tôn pháp luật, mình phải đồng một lòng với đảng và nhà nước để xây dựng cái đất nước nó tốt hơn, chứ không phải mọi thứ báo chí đưa ra cái mình cũng hốt, mình cũng hùa nhau, mình hốt xong rồi mình đưa vô cái blog của mình để đặng mình viết, rồi bắt đầu mình câu view, câu like, tạo nét. Anh chào anh Bằng, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Các bạn biết những thành phần đó nguy hiểm lắm. Lại mình lên trên mạng này, lại mình không bao giờ mà lôi kéo bất cứ một cá nhân nào mà theo Lợi Minh cả. Nhiều khi các bạn ủng hộ Lợi Minh rất là cảm ơn. Lợi Minh rất là cảm ơn, rất là cảm động cái sự ủng hộ của các bạn. Để đặng có như là một cái sự khích lệ. Chứ Lợi Minh không bao giờ lên đây để đặng mà tạo cái uy tín, sức mạnh, để đặng mà lấy được niềm tin người này người nọ. Lợi Minh không cần. Nói chung là các bạn Lợi Minh đâu cần mấy cái đó đâu. Cuộc sống ở ngoài đời nó rất là thật. Còn ở trên mạng này mình lên mình chia sẻ những cái gì hay, những cái sự khác biệt, để đặng rút tỉa những cái kinh nghiệm. Cứ lên đây mà bày đàn, bày nhóm hội nhau phiền phức lắm. Cứ nói thật mà nói, các bạn đừng buồn chứ. Người Việt của mình mà tụ tập á, mà nhóm họp nhau á, là trước sau gì nó cũng lộn xộn, rồi nó cũng tùm lum tà lá chứ. Cho nên chủ trương của Lợi Minh nhiều khi cũng live stream cũng không phải là làm sao cho nó đông hoặc là đông. Có nhiều người khuyên Lợi Minh là phải mở cái live stream sao mà cho nhiều người theo dõi. Cái sự theo dõi Lợi Minh nói chung là không phải mình kiêu hãnh hay là mình kiêu ngạo ấy. Lợi Minh không có cái chú trọng về vấn đề mà số đông. Miễn sao mình tạo cái chất lượng ít người, nhưng mà nó từ từ người ta hiểu nhau, người ta đọc. Cho nên Lợi Minh like nhiều khi 5-3 người hay 1-2 người cũng sao, nhiều khi không người nào cũng sao. Tại vì sao Lợi Minh muốn làm sao,
những cái kênh chính thống, những cái kênh mà người ta có cái tâm, cái tầm, cái lòng với quê hương đất nước, như kênh giải đọc chính trị, kênh tiếng dân, hay là những cái kênh mà người ta vì cái lợi ích quốc gia dân tộc đó, mình chỉ muốn những cái kênh đó họ đưa những cái truyền thông, những cái gì mà Lợi Minh chia sẻ để cho những người khác họ chưa có cái cơ hội để rằng họ tiếp cận. Chứ còn mà lên trên mạng, không gian mạng này, tôi nói anh chị các bạn, tạo nhóm, tạo bè, tạo phái, rồi tụ tập, tôi nói phức tạp vô cùng, nó phiền phức, nhiều khi cũng mệt. Mình đã tranh đấu vì vấn đề lợi ích quốc gia, mình tranh đấu với cái tụi thành phần chống cộng cực đoan ô hợp nó đã mệt rồi. Các bạn thấy nó cũng mệt, nhiều khi cũng mệt ấp lắm chứ bây giờ. Nhưng mà nhóm họp rồi hội hè rồi phiền lắm. Tôi nói anh chị em phiền lắm. Mình sống trong một cái quốc gia có tổ chức, có chính quyền, có pháp luật, mình cứ tuân thủ pháp luật và tuân thủ theo cái hiến pháp, luật pháp của nhà nước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa và mình sống. Cái gì nó chưa tốt thì mình cố gắng mình làm sao cho nó tốt hơn, chứ không phải bè phái rồi người này như thế này, được kia thế nọ. Không bao giờ làm gì vừa lòng. Cái người Việt của mình á, làm vừa lòng nhau, không bao giờ làm vừa lòng hết. Người này vừa lòng thì người kia mất lòng, người kia được lòng thì người nọ phiền phức, thành ra mệt lắm. Tôi thấy thôi thì mình cứ tranh đấu để chống lại những cái luận điệu xuyên tạc, chống lại những cái mà xuyên tạc của cái bọn chống cộng cực đoan, để bảo vệ cái sự bình yên của đất nước, để đem những cái tiếng nói, những cái sự trung thực làm sao cho cái người ta, những người mà ta chưa có cập nhật được những cái tin tức, những cái thông tin đa chiều, nhất là ở bên cái đất Mỹ này. Các bạn thấy ngay cả người Việt của mình trong nước, nhiều khi họ nghĩ rằng ô Mỹ nó giống như là một cái thiên đàng, là nó không có tham nhũng, nó không có tham ô, nó không có những cái mặt trái của xã hội. Mẹ ơi, nó là tổ sư cha đó chứ, chứ không phải giỡn đâu. Nhưng mà luật pháp của nó, các bạn biết, nó rất là mạnh tay. Cho nên nhà tù của nó, các bạn biết, chặt lúc nào cũng chặt hết. Nhà tù của nó ra, các bạn mà biết ra là tại vì tôi chưa có rảnh chứ. Tôi nói là tôi sẽ đi xuống tòa án để cho anh chị các bạn thấy cái tòa án sáng là ngày nào cũng như ngày nấy, nó bận rộn. Cái lịch trình của nó, các bạn biết, nó bận rộn thư kiện rồi những cái sự kiện đa, những cái tội phạm đồ, nó tràn ngập đó. Vào trong tòa án là các bạn sẽ thấy một cái danh sách đu thư thành phần tội phạm và những cái nan đề trong xã hội. Cái hệ thống mà pháp luật mà tòa án của Mỹ, các bạn biết, nó là một cái hệ thống mà gọi là hàng chính phủ Mỹ đó. Nó cũng lụm ra rất là nhiều tiền. Tại vì các bạn biết, những người mà bị, khi mà được bị mà pháp luật nó sợ gái đó, là đụng vô coi như là tốn tiền. Các bạn biết, đụng vô là tốn tiền, ra tòa, lên tòa, xuống tòa, hầu tòa, là nó, các bạn biết, đụng vô tòa, đụng vô rồi luật sư nữa. Bởi vì các bạn biết cái ngành mà luật sư bên Mỹ, cái nghề luật sư bên Mỹ nó hái ra tiền, nó là cái nghề hái ra tiền. Mấy cái ông mà thẩm phán bên Mỹ, các bạn biết, họ làm lương cao lắm, họ làm lương rất là cao. Những cái sự việc, ngay cả về vấn đề, mọi vấn đề hình thức, dân sự, giao thông, hay mọi vấn đề là các bạn biết, cứ ra tòa à, chứ không có phải kiểu Việt Nam đụng cái ngồi đó, cái thằng dân với lại cái ông mà cảnh sát cứ cãi nhau ở ngoài giữa đường, giữa xã cãi nhau, đập nhau rồi đánh nhau rồi dằn co qua dằn co lại. Nó không có chuyện đó anh chị các bạn. Thằng cảnh sát bên này mà khi mà nó bắt được người nào đó, hay là nó phạt một người nào đó, hay là nó có cái tình nghi với cái người nào đó, thì nó cứ bắt đã, rồi nó cho nhốt trong tù đó, rồi ngày mai bắt đầu ra tòa, rồi ông tòa ông sẽ hỏi đấy. Nếu mà không có cái tội mà nó chưa có chính đáng thì nó sẽ cho về. Mà khi mà nó đã bắt rồi thì cái chuyện mà nó bắt quan thì cũng có, nhưng mà ít. Nó phải có một cái lỗi gì đó, thường nó phải có một cái lỗi gì đó,
mấy anh cảnh sát bên này mà nó mà bắt rồi là nó phải có cái lỗi, cái sai gì đó, nó tìm cho ra được cái sai đó, đâu có phải dễ đâu các bạn thấy. Thành ra chuyện mà vấn đề tham nhũng rồi, các bạn thấy nhiều khi mình thấy những người mà họ làm công chức rồi hay là chức quyền rồi họ tham nhũng, họ bị pháp luật nhà nước sờ gái, họ đưa ra pháp luật mà mình còn lên mạng rồi mình xào xáo, mình bức xúc thì tôi thấy vô lý. Họ phạm tội thì họ bị pháp luật trừng trị rồi thì thôi, thì mình mừng là những người thành phần đó bị loại bỏ ra ngoài cái vòng xã hội để cho cái sự ổn định của đất nước nó tốt hơn. Trong khi đó có những người lại lợi dụng cái đó, ô Việt Nam tham nhũng thối nát thế này nữa, Việt Nam tham nhũng rồi tướng rồi quan đồ này kia, thằng này thằng nọ, bắt đầu mình ngồi đó mình biêu xấu và mình xuyên tạc, thì tôi thấy cái đó là sự thiếu hiểu biết. Các bạn biết dân Mỹ nó cũng biết là những cái quan chức của Mỹ nó cũng có cái sự tham nhũng, nó móc nối trong cái nhóm lợi ích với nhau, nhưng mà tụi nó làm gì làm miễn sao là nó tạo được công ăn việc làm và đời sống cho người dân. Mà nếu mà nó đi giới qua vượt qua cái ranh quá cái ranh giới của cái lằn ranh giới của pháp luật thì chính quyền liên bang hay chính quyền tiểu bang nó sẽ sờ gái thôi, nó sẽ bắt, còn không thì nó cứ để nó làm ngơ vậy đó, nó từ từ nó mà hốt cái là nó hốt sạch xanh. Cái vấn đề mà xã hội của nó hay là cái chỗ đó. Còn ở Việt Nam mình, tôi thấy nhiều khi lên mạng có nhiều người cứ biết cái chuyện tham nhũng đồ bị đưa ra xử lý đồ, mình là dân thì mình thấy vậy mình mừng thôi, cứ lên đó rồi bức xúc rồi đem ra xào xáo, ngồi đó tức tại sao mà nhà cái ông quan đó lại giàu có thế này, cái giàu có của ông bây giờ ông bị pháp luật sờ gái ông rồi, bị trừng trị rồi, thì mình còn ngồi đó mình tức làm gì nữa. Mình mừng cho đất nước nó có những cái pháp luật nó nghiêm minh hơn và nó trừng trị những thành phần mà tham nhũng để đặng mà không gây cái thất thoát cho cái ích lợi của quốc gia. Bởi vậy khi tôi lên mạng Facebook thì tôi thấy cái người Việt của mình, những người mà theo bác và đảng anh chị các bạn, bây giờ ở cái tuổi nghỉ hưu lãnh lương hưu của nhà nước, rồi khi đem mấy cái chuyện nội bộ ra ngồi xào xáo, tôi thấy cái trang Google điên lãng tập hợp một cái đội quân đó hơi bị nhiều, mấy lão mà già sồn sồn mà ăn tiền của về hưu, ăn tiền hưu á, rồi mỗi lần mà thấy được cái chuyện gì mà tham nhũng mà bị đánh, bắt đầu là mấy ổng á giờ đem vô blog, bắt đầu Facebook, rồi bắt đầu xào xáo nhau, rồi lên án đủ cách đủ kiểu. Cái đó là không tốt, cái đó là không nên. Mình là một người làm việc từng theo bác và đảng, những cái gì nó đã qua cứ để cho nó qua, còn những cái gì hiện tại nó không tốt thì pháp luật đã và đang bắt đầu trừng trị cho nó tốt hơn, sửa đổi cho nó tốt hơn. Mình nên ủng hộ và mình nên mừng, chứ không phải lấy cái đó ra mà ngồi đó rồi bức xúc rồi bắt đầu tạo cái điều kiện cho cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp nó nhảy vào, nó bắt đầu cái nó chụp lấy đó, bắt đầu nó đem ra những cái kênh truyền thông của nó, bắt đầu nó chống phá, nó ra đó nó xuyên tạc, rồi nó đưa xuống những người mà gọi là dân, mà gọi là người ta lao động phổ thông đó, người ta đi làm tất thành, người ta đi làm bằng rất là mệt nhọc, cũng đồng tiền của họ, cái họ nghe như vậy, họ nghe có một chiều à, họ nghe một chiều cái họ bức xúc bắt đầu họ làm loạn, nó đi suối, nó suối những người mà lao động phổ thông, những người mà dân mà họ kém hiểu biết, bắt đầu gây ra những cái cuộc bạo loạn bạo động. Các bạn thấy bên nước Pháp, các bạn thấy nó như là một cái điển hình trong vấn đề mà mô, ví dụ các bạn thấy hiện nay tình hình nước Pháp, những cái dân mà nghèo, những cái dân mà lao động phổ thông á, họ cập nhật thông tin nó chưa có đa chiều, hay là nhiều khi họ bức xúc, họ làm cực khổ quá. Đấy, mà khi chính phủ tăng thế, tăng xăng này kia,
nó cũng từ trên Facebook mà ra đó anh chị em các bạn, cái vụ bạo loạn ở bên Pháp là từ trong cái mạng xã hội ra đó, nguy hiểm dễ sợ không? Các bạn thấy Facebook nó nguy hiểm gì không? Cái cuộc bạo loạn của Việt Nam mình vừa rồi nó cũng từ ở trên cộng đồng mạng xã hội ra, cho nên nhà nước Việt Nam mình bên mà ban tuyên giáo truyền thông rồi đó, bên bộ trưởng của bên ngành truyền thông cần phải gọi là siết chặt cái an ninh mạng lại, rất là nguy hiểm anh chị các bạn. Thời buổi bây giờ, thời buổi công nghệ 4.0 mà technology mà super highway mà. Đây là một cái cách mà hàng Mỹ nó dùng để đặng mà nó toàn cầu hóa và nó đánh vào những cái tâm lý của những cái quốc gia mà nó cô lập, hay là những cái quốc gia mà nó tìm cách, những cái quốc gia mà gây tổn hại đến lợi ích của nó. Cho nên các bạn biết mình phải cẩn thận, chơi với Mỹ phải cẩn thận. Chơi với Mỹ tốt chứ không có gì sai, nhưng mà hết sức cẩn thận. Cùm nó quá là có ngày cũng chết với nó. Chơi với nó là cứ liệu cơm gấp mắm, thấy được quất tới xong rồi không được là đẩy giọt. Chứ ngồi đó nó cho ăn xong rồi cứ mê quá, ngồi nó cùm nó đội nó trên lầu trên đầu là có ngày chết mẹ. Nhưng các bạn thấy năm 2008 là một bài học rất là điển hình. Cho nên chúng ta là những người dân các anh chị các bạn, lên mạng này không phải ai nói cái gì mình cũng phải tin hết. Mình phải tin tưởng vào những người lãnh đạo ở cấp, ở trung ương, những người lãnh đạo ở cấp cao, mình phải tin tưởng nơi họ. Tôi nói với anh chị các bạn, những người lãnh đạo ở trung ương người ta rất là giỏi, họ đi trước các bạn 5 năm 10 năm không. Tôi thấy cái cách của những người trung ương người ta làm việc đó. Mình không nên lên trên này, mình dựa hơi một vài người nào đó, họ đem mấy cái quân phục, những cái hình ảnh của quân đội hay là công an hay là an ninh lên đây, họ lè rồi làm cho mình tưởng đâu thật. Các bạn hết sức cẩn thận, hết sức cẩn thận. Đừng có nghĩ rằng ô cái người đó họ làm bên cơ quan này cơ quan nọ là họ có thể bao che cho các bạn, họ có lên mạng này là họ có thể bao che cho các bạn, họ có thể là những cái thần tượng của các bạn. Các bạn thấy không, Điếu Cày cũng từng là công an, Tạ Phong Tần cũng từng làm trong ngành công an, cũng phản bội quê hương tổ quốc các bạn. Cho nên mình không nên dựa vào những cái hình ảnh mà quân phục hay những cái hình ảnh cá nhân, cá thể, mà khi họ lợi dụng những cái chức quyền của đảng và bác, họ lên mạng hay là họ ngoài xã hội, họ viết blog, họ tìm cách họ đẩy đưa, họ câu view để nọ, các bạn hết sức cẩn thận. Mình cái gì luật pháp không hiểu, mình xuống ủy ban, mình lên mạng, mình vào trong ủy ban, hội đồng nhân dân, còn mình không hiểu nữa, mình vào những trang của website của chính phủ, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn, mình vào đó mình tìm hiểu, mình học hỏi. Ngày hôm nay nhà nước Việt Nam mình có những cái trang mà website để gọi là tiếp dân anh chị em các bạn, mình vào đó để đặng mà mình tìm hiểu về luật pháp, mình tìm hiểu về những cái vấn đề trong xã hội, chứ không phải nhiều khi lên mạng rồi thấy cái ông đó ổng là tướng là tá gì đó, nghe nói như vậy cái bắt đầu ổng nói gì mình cũng nghe theo á, nguy hiểm, rất là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cái gì nó phải có một cái hệ thống hàng ngang hàng dọc hết, chứ không phải mà lên mạng lợi dụng chức quyền rồi cầm súng lên đây dọa nạt người này người kia. Bớt giỡn đi mấy cu, đất nước Việt Nam này có một pháp luật rõ ràng, đem cứ thở ra mọi thứ, đem mấy cái mà quân phục hình ảnh lên mạng dọa nạt cái này cái nọ, cái đó là sự sai lầm. Các bạn biết, các bạn thấy những người lãnh đạo ở trung ương, thấy thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, những người bộ trưởng đó, người ta làm việc rất là chuẩn mực. Ngoài trung ương người ta làm việc ở những cấp cao nó chuẩn mực dữ lắm. Cho nên bà con kiều bào cũng hết sức là thận trọng và yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước. Với cái nghị quyết 36, đảng và nhà nước Việt Nam luôn luôn kêu gọi bà con kiều bào trở về với quê hương, cùng nhau xây dựng đất nước ngày một tốt hơn, phú cường hơn. Còn những cái chuyện mà lùm xùm ở trên mạng mình chỉ để ngoài tai thôi. Nó chỉ pháp luật Việt Nam ngày càng một nó chuẩn mực hơn. Tại Việt Nam mình hiện nay là một cái quốc gia đứng ngang hàng với những cái cộng đồng quốc tế, chứ không phải là mình đơn phương nữa. Cái tiếng nói của đảng và nhà nước Việt Nam ngày hôm nay có một cái sức mạnh trên cộng đồng quốc tế. Cái gì mình không hiểu mình có thể trực tiếp như bà con kiều bào ở hải ngoại, cái gì mình không hiểu về pháp luật Việt Nam mình gọi thẳng về Đại sứ quán Việt Nam,
bên bên đại sứ quán Việt Nam nó có một cái số, mình chỉ gọi lên đó mình hỏi, tôi muốn nói về bên bộ chính trị, về những cái gì mà luật pháp tôi không hiểu, mình gọi lên mình hỏi người ta giải thích về vấn đề luật dân sự, về vấn đề luật nhập cư, hay là về vấn đề những cái luật về làm ăn kinh doanh, hay là hộ khẩu, hay là hộ chiếu, hay là pháp luật ở Việt Nam như thế nào, người ta giải thích rất là chuẩn mực. Các bạn thử gọi đi, các bạn gọi vào đại sứ quán Việt Nam, bạn chỉ nói là tôi muốn nói về bên Minister Foreign Affairs, bên bộ ngoại giao chính trị, bộ chính trị đó, người ta sẽ giải thích. Nếu người nào, cái một người nào, cái người nào mà họ không hiểu thì họ sẽ chuyển các bạn qua một cái người khác để họ giải thích cặn kẽ hơn. Cho nên những cái chuyện mà lùm xùm ở trên mạng người này người kia rồi cứ bỏ ngoài tai, chúng ta phải đồng một lòng với nhau, cùng nhau xây dựng tổ quốc đất nước ngày một phú cường và thịnh vượng, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng hơn, đất nước mình ngày một tốt đẹp hơn. Không nơi nào bằng quê hương mình đâu quý ông bà anh chị em các bạn kiều bào. Tôi nói thật mà nói, quý ông bà anh chị em các bạn kiều bào có đi đâu khắp thế giới này, tôi nói ở xứ người ta là qua là cứ đâm đầu đâm cổ, nằm từ sáng tới trưa tới chiều tới tối, nằm tới chừng tuổi già đóng thế rồi, nhiều khi không biết có còn đủ tiền để ăn không nữa. Thành ra mình đi đâu đi chứ cũng không bằng ở quê hương của mình đâu, sống ở xứ người chứ có người ta mà. Ăn nó cho ăn phình bụng ra đó rồi cũng lăn ra rồi, các bạn thấy cuối đời rồi, đóng thế đầu tắt mặt tối tới buổi xế chiều rồi, không biết có nhận đủ không? Có nhận được đủ cái số tiền đó không? Nó còn vất vả trăm bề lắm. Cho nên Lợi Minh lúc nào cũng kêu gọi bà con kiều bào hướng về với quê hương, cùng đảng và bác xây dựng đất nước ngày một tốt hơn. Anh chị em các bạn là những người trong nước, cùng chung tay xây dựng đất nước và vạch trần những cái sự xuyên tạc xảo trá của các thế lực chống cộng cực đoan ô hợp. Còn chuyện mà tham nhũng tham ô, mình có đảng và nhà nước hiện nay đang làm rất là tốt, chúng ta cần phải ủng hộ. Chứ không phải lên mạng rồi nghe báo chí này kia nói, bắt đầu mình cứ xe tùm lum tà la đó hết, rồi nói tầm bậy tầm bạ, gây hoang mang trong cái quần chúng. Thông tin trên truyền thông chúng ta phải sàng lọc lại, cái nào nó chính thống, cái nào nó có tính cách chia rẽ gây hận thù mất đoàn kết, chúng ta phải loại nó ra. Mình phải tin tưởng vào những người lãnh đạo ở ngoài trung ương, anh chị em các bạn. Tôi rất là tin tưởng họ, tôi tin tưởng một cách tuyệt đối luôn, tôi nói anh chị em các bạn. Cho nên cả 10 năm nay tôi thật sự mà nói, bao nhiêu là tôi dồn về Việt Nam hết, tôi cảm thấy rất là tự tin cái sự lãnh đạo của đảng và nhà nước Việt Nam tuyệt vời. Nhìn quê hương đất nước đổi mới phát triển từng ngày từng giờ, các bạn thấy người dân Việt Nam mình bây giờ, ngày xưa nghèo khổ, cơm không đủ mặc, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, chạy ăn chạy bữa từng ngày từng giờ. Bây giờ người ta ai cũng ăn nên làm ra, các bạn thấy không, khi người ta ăn nên làm ra bắt đầu người ta sống tốt hơn, và họ bắt đầu hoạt động, phát minh ra cái này, họ làm ra những cái sản phẩm này, từ xe hơi, từ công nghệ xe hơi rồi điện thoại. Rồi các bạn thấy về vấn đề thể thao cũng vậy, cái gì về thể thao ngày hôm nay người ta đã ăn nên làm ra rồi, đời sống họ sung túc lên, bắt đầu thấy họ chơi thể thao bây giờ lại càng tốt hơn, là nó mang một tính cách tầm vĩ mô hơn. Các bạn thấy đất nước mình cứ vượt bậc, cứ vươn lên và vươn lên, từ nghèo, một quốc gia từ nghèo đói, từ nghèo khổ mà mới hơn 20 năm thôi mà đất nước mình đã thay đổi một cách phải nói là chóng mặt luôn. Trong khi đó những cái thành phần chống cộng cực đoan ô hợp thì nó ngồi đó, nó cứ rào, nó rú, nó khóc, nó mị dân, nó xuyên tạc, nó phá hoại đủ cách đủ kiểu. Chúng ta phải vươn lên anh chị các bạn, đừng có nghe những cái thành phần mà xuyên tạc, nó làm mình bị lôi cuốn vào những cái dòng xoáy của nó, nguy hiểm lắm. Các bạn nhìn cái cuộc bạo động vừa rồi ở trong nước, và hiện nay các bạn nhìn thấy ở bên Pháp đó, cực kỳ nguy hiểm. Cái truyền thông mạng các bạn thấy không, những người mà họ bị lôi cuốn vào những cái dòng xoáy, cuối cùng làm cho sự thất bại tan quan, cuộc sống nó càng tồi tệ hơn nữa. Thay vì săn cổ tăng thì họ cần phải có những cái cuộc đối thoại với chính phủ, làm sao cho nó ôn hòa. Mà các bạn thấy không, họ gây sự bạo loạn rất là khủng khiếp, gây thiệt hại đến kinh tế nặng nề,
hơn 2 tuần nay mà vẫn còn chưa có ổn định, phải nói là khủng khiếp. Cái sự mất mát cuối cùng, người dân cũng là người mất mát, tại vì tiền thế mình đóng vào ông đó, ông chính phủ ông cũng phải tìm đủ mọi cách để đặng mà ông đánh thế làm sao mà để san bằng, để đặng mà sửa sai những cái thiệt hại đó. Rất là nguy hiểm cái truyền thông ngày hôm nay, cho nên chúng ta phải cẩn thận thôi. Xin chào anh chị các bạn, hẹn gặp anh chị các bạn sau. Bye bye.